Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đi xem lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà nhé. Đây là một lễ hội được tổ chức thường niên ở nơi đây. Và bây giờ mình sẽ đi mua vé để vào xem nhé. Đây là điểm bán vé. Bán em cái vé chị ơi. 35.000 thôi. Lấy vé em cho chị xin một cái vé. Lượt thi đấu thứ 5 cũng đã bắt đầu rồi. Vâng, ngay là phút đầu tiên chúng ta đã thấy một cặp đua song mã chuẩn bị là tam mã rất nhanh, có thể nói là tốc độ cực kỳ nhanh, vừa vào cua. Vâng, khá đẹp, cũng vòng đuổi khá đẹp. Và lúc này đang bắt đầu là mọi người đây. 104 vẫn là vào văn báo đương kim vô địch của năm 2019. Một năm mưa thì Lưu Sơn Đào cũng đang bám đuổi rất quyết liệt. Vâng, có lẽ là hai thí sinh chúng ta cũng đã nhập cuộc chơi vào lúc này, nhập một cuộc đua tam mã, đua tam mã khoảng cách không xa. Đang dẫn đầu vẫn là Vàng Văn Báo huyện Simata số 14. Tuy nhiên là khoảng cách không xa. Còn ba vòng nữa. 150 Lâm Văn Sơn và Đào Hoa vẫn đang bám đuổi. Liệu có vượt được không? Có lẽ là do vào cua khá cẩn trọng cho nên là Vàng Văn Báo cũng đã để đồng đội của mình bám sát nút rồi. Chúng ta làm cuộc đua này là cuộc đua song mã thứ nhất. Vâng, tốc độ quá nhanh cho nên là đôi khi chúng tôi cũng không quan sát được số áo của các cầu thủ. Rất mong quý vị các bạn chúng ta thông cảm. Có lẽ là dẫn đầu vẫn là Vàng Văn Báo của huyện Simacai số 104. Cuộc đua song mã. Và tiếp đó là 150 Lâm Văn Sơn của Tam Hối và 135 Lâm Văn Thạc đang ở vị trí thứ ba, không giao cả khoảng cách, không làm bao nhiêu cả. Rồi, bắt đầu tam mã giữa Lâm Văn Sơn và Vàng Văn Báo. Liệu Lâm Văn Sơn có vừa lên được không? Như vậy là Vàng Văn Báo cũng rất kỹ thuật. Có thể nói rằng là vừa tốc độ nhanh nhưng mà quan sát. Có lẽ là Lâm Văn Sơn rất khó để vượt lên. Có một vòng nữa. Có một vòng nữa, có vượt lên. Vượt rồi. Có một vòng nữa. Vượt rồi, Lâm Văn Sơn rất kỹ thuật và kinh nghiệm của mình đã vượt qua và Văn Báo của Simacai. Tuy nhiên là vẫn còn một vòng nữa. Có lẽ là Vàng Văn Báo cũng không để cho Lâm Văn Sơn vượt một cách rất dài như vậy và anh lại tăng tốc rồi. Chúng tôi xin thông báo lượt đua thứ 13.
Đèn Văn Anh, thị trấn Bắc Hà, số 112. Giàng Treo Vừ, xã Hải Đường Phố, số 120. Vàng Treo Chua, bản phố, số 132. Lâm Văn Dũng, tài trại, số 141. Như vậy là phía trước chúng ta sẽ còn hai lượt đưa nữa, hai lượt đưa nữa. Vòng 11 thứ 12 cũng đã bắt đầu rồi. Bốn kỳ sĩ của chúng ta cũng đã lên ngựa và bắt đầu tăng tốc. Có một cuộc phút tán rất quang đục và đường chạy rất đẹp của kỳ sĩ đang dẫn đầu, chúng tôi cũng chưa biết là số bao nhiêu đây. Vâng, thưa các bạn, là 120 dàn xe vô của thành phố giải 3 năm 2019. Đúng là rất dày dặn kinh nghiệm và tốc độ thật tuyệt vời. Một mình một đường đua ở phía trước. Tiếp đó là cuộc đua song mã của 132 và 141. 132 là vàng xe chua của bản phố và Lâm Văn Dũng 141 của tài cả. 112 thành công an thị trấn Bắc Hà, anh vẫn đang báo sát trên đường đua. Một hai mươi các bạn rất là. Một hai mươi là dàn xe vui của thành phố giải 3 năm 2019. Những chạy tuyệt vời. Nếu mà cứ chạy như thế này thì chắc chắn là vào vòng trong thì thành tích sẽ rất cao. Còn 3 vòng nữa. Còn 3 vòng nữa. Còn 20, còn 2 vòng nữa. Rất nỗ lực cố gắng. Những bước này thật là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần nhìn cái sự thấy cái động tác tung khó của bạn. Nó điều khiển là tung khó hay. Phía trước là chúng ta biết rằng là rất dày dặn kinh nghiệm và rất là kỹ thuật. Cũng như là tư thế ngồi. Còn này nữa. Vâng, trên đường đua lúc này chỉ còn có hai kỳ sĩ ra thôi. 120 còn một vòng nữa. 132 còn hai vòng nữa. 12, vẫn là sự xuất sắc của kỳ sĩ dàn xe vui thành phố. Bán cua rất hay, bán cua rất hay, còn một cua nữa thôi. Giờ đã đi chơi một 20, cố lên, cắn được cua, cắn được rồi, thật tuyệt rồi. Và một 32, và giờ chưa có còn một vòng nữa, không sao cả. Cố lên, cố lên. Xin chúc mừng 120 dàn xe vui của xã Hải Đường Phố. Và xe vui của bản phố cũng đã chuẩn bị tăng tốc. Đang tăng tốc rất nhanh. Các bạn phải biết chúng ta đang chuẩn bị được rồi. Vâng, xin chúc mừng 132 dàn xe chua của bản phố thì đã tăng tốc rồi. Còn như vậy thì lượt đua thứ 13 cũng đã kết thúc. Như vậy là lượt đua thứ 14, lượt đua cuối cùng của vòng loại cũng đã bắt đầu rồi. Lúc này trên đường đua chúng tôi xuất hiện ba kỵ sĩ đang có một cái cuộc cạnh tranh sòng má quyết liệt ở vị trí tốt dẫn đầu. Số bao nhiêu đây? 100. Vâng, 100 cùng theo tiếng của Tả Văn Chư. Và 151 vàng Văn Nam của Na Hối. Một năm bốt đang tăng tốc để đuổi kịp thùng treo trắng số 100 của Tả Văn Chư, nên có kịp không? Đang dẫn đầu vẫn là thùng treo trắng Tả Văn Chư. Còn 3 vòng nữa, còn 3 vòng nữa. Cố lên vàng Văn Nam ơi. 151 Na Hối cố lên. Nếu mà cứ chạy với tốc độ như thế này thì
rất có thể và rất nhiều khả năng thì hai kỳ sĩ của chúng ta sẽ vào vòng trong. Tất nhiên đây vẫn là chỉ là dự đoán, cùng như thế nào thì vẫn là phải quyết tâm, đặc biệt là vàng Việt Nam hãy tăng tốc lên. Vâng, đúng như vậy, vàng Việt Nam cũng đã tăng tốc rồi và đang dẫn đầu, vẫn là cùng theo chén của Thả Văn Trư. Còn hai vòng đua nữa, cố lên hai vòng đua nữa. Hai vòng nữa và Văn Nam ơi, hai vòng nữa. Và Văn Nam cũng đã bắt đầu tăng tốc rồi. Như vậy là vàng Văn Nam đã bám đuổi rất quyết liệt. Liệu có kịp được tục theo chán không? Còn một vòng nữa, còn một vòng nữa. Khoảng cách giữa vàng Văn Nam và tục theo chán không còn bao nhiêu nữa. Rất có thể sẽ có sự bứt phá. Với kinh nghiệm của mình thì vàng Văn Nam có bứt phá này được không? Có vừa hơi được không? Hai mét rồi. Còn đến 73 rồi. Vượt rồi, vượt rồi, nhưng mà không sao, Tùng đang chén vẫn đang giữ được cái thời gian cũng rất tốt, không vấn đề gì cả, rất kịch tính. Chuẩn bị đến đích rồi, chuẩn bị đến đích rồi. Vâng, và vào Văn Nam này với cú bước tám Hoàng Đục đã cán đích trước và tiếp đó là sự cho chén của Cả Văn Trư mang quả một tăng cũng đã cán đích. Như vậy là tôi đã đoàn vòng loài của giải đua truyền thống huyện Đắc Hà năm 2020 sẽ tạm dừng ở đây với 14 lượt đua và ban tổ chức sẽ chọn ra 33 này cờ xuất sắc nhất để vào vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào 7:30 sáng ngày mai. Vào 7:30 sáng ngày mai thì ban tổ chức